xin chào các bạn có lẽ ai cũng biết hitler là một tên trùm phát xít một tên mang tội ác diệt chủng của nhân loại hắn khiến cả thế giới đã chìm sâu trong chiến tranh giết chóc đầy giả mang tàn bạo vậy hitler là ai tiểu sử tội ác và profile của hắn thế nào trước khi đi vào nội dung các bạn nhớ like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video hay nhé tiểu sử hitler, hitler hitler tên đầy đủ là adolf hitler sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889, tại làng Randhausen, thành phố Bernen, nước Áo. Hitler lớn lên ở Linz, rồi chuyển đến Đức vào năm 1913. Cha của ông là Alois Hitler, một viên chức hải quan. Mẹ của ông là bà Clara Hitler, một người phụ nữ gọc áo. Hitler là người con thứ tư trong gia đình sáu người con. Thời nhỏ Hitler vốn là một đứa bé ốm yếu, được mẹ hết mực yêu thương cưng chiều, cha ông lại là một kẻ nóng tính quản lý con cái bằng đòn ra hà khắc. Năm 11 tuổi, Hitler được cha gửi đến một trường trung lập ở Linz với mong muốn Hitler sẽ trở thành một công chức. Tuy nhiên, Hitler đã chống đối lại ý tưởng này, trở thành một kẻ chán nản học hành với điểm số cực kỳ tệ hại. Cha Hitler mất khi Hitler 13 tuổi, mẹ phải nuôi sống gia đình bằng số tiền dành dụng ít ỏi và khoản lương hưu nhỏ nhoi. Tuy nhiên Hitler vẫn trông chơi chán nản học hành và mơ ước một ngày trở thành họa sĩ và 4 năm sau đó, thì mẹ ông cũng qua đời khi Hitler 17 tuổi. Kể từ đây, Hitler trở thành người vô gia cư, ông phải làm rất nhiều công việc để trang trải cuộc sống, như phụ hồ và vẽ tranh để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí, ông phải sống ở phòng trọ trong những khu lụp sụp ổ chuột và phải dùng bữa ở bếp ăn từ thiện cho qua cơn đói. Năm 1913, trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, ông xung phong đi nhập ngũ quân đội, nhưng bị loại vì không đủ sức khỏe. Đến cuối năm 1913, Hitler đến Munich tham gia hoạt động chính trị. Đến năm 1919, ông gia nhập đảng công dân Đức, là tiền thân của đảng quốc xã, rồi trở thành lãnh đạo đảng này vào hai năm sau. Vì sao Hitler có những lệch lạc trong suy nghĩ? Những lệch lạc trong suy nghĩ của Hitler, một phần xuất phát từ chính tuổi thơ của ông, nó cũng bị ảnh hưởng bởi những điều Hitler đã phải trải qua suốt thời niên thiếu của mình. Thứ nhất, ảnh hưởng từ gia đình, Hitler vốn là một đứa trẻ nhỏ con ốm yếu. Bên cạnh đó, sự bạo lực của cha cũng ảnh hưởng đến tính cách sau này Hitler. Thứ hai, xấu hổ về nguồn gốc. Hitler luôn đề cao dòng máu Đức thuần chủng. Ông cho rằng họ là những người thượng đẳng trên thế giới. Tuy nhiên, Hitler lại xuất thân từ một gia đình pha trộn chủng tộc. Cha ông thậm chí là con ngoài giá thú của một gia đình nông dân. Thứ ba, ông ta từng bị từ chối tham gia phục vụ quân đội do không đủ điều kiện. Điều này khiến Hitler càng ngưỡng mộ bạo lực và luôn muốn thể hiện sức mạnh này. Thứ tư, học vấn không đủ. Với điểm số kém cỏi và bỏ học từ sớm, Hitler tuy có tài hùng điện, nhưng lại không có những suy nghĩ đúng đắn. Bên cạnh đó, quãng thời gian sống lưu lỏng không được giáo dục đã khiến Hitler học những thói hư tật xấu, là hành trình trở thành trùm phát xít của hắn sau này. Quãng thời gian khi bắt đầu hoạt động chính trị, Hitler đã theo dõi kỹ càng những hoạt động của ba đảng phái chính ở Áo lúc bấy giờ. Điều này đã giúp Hitler nhìn rõ mặt mạnh và mặt yếu của những phong trào chính trị. Cộng với hắn có một bộ đầu óc chính trị cực kỳ sắc sảo, điều đó giúp Hitler trưởng thành hơn. Sau khi chiến đấu ở chiến tranh thế giới thứ nhất, Hitler xuất ngũ với nội phận đội nước Đức thua trận. Năm 1923, Hitler tiến hành đảo chính ở Munich, nhằm cướp chính quyền sau cuộc đảo chính thất bại, còn bản thân Hitler bị kết án 5 năm tù. Trong thời gian hoạt động Hitler ra sức tuyên truyền quan điểm kết tội người, do Thái, Đồng thời phổ biến rằng cộng sản và xã hội dân chủ Đức đã làm cho nước Đức thua trận và phải chịu các điều kiện khắc nghiệt của hòa ước Velsa. Năm 1932, sau cuộc bầu cử liên bang, Đảng Quốc xã trở thành đảng chính trị lớn nhất trong nghị viện nắm giữ 230 ghế ở quốc hội. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, tổng thống Đức Tho von Hindenburg đã bổ nhiệm Hitler làm thủ tướng. Đây chính là bắt đầu cho sự cai trị độc tài mang rợ của trùm phát xít Hitler. Đảng Quốc xã và tội ác của phát xít Hitler. Trong những năm tháng chủ nghĩa phát xít thống trị nước Đức, từ năm 1934 đến năm 1945. Hitler và Đảng Quốc xã đã gây ra rất nhiều tội ác, những tội ác tàn bạo này kinh hoàng đối với rất nhiều dân tộc, thậm chí là toàn nhân loại. Chế độ cai trị độc tài, tàn nhẫn, bạo lực là từ dành để miêu tả sự cầm quyền của Hitler. Hitler đàn áp tất cả những địch thủ đối lập một cách tàn nhẫn man rợ người theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đều bị tra tấn và giết hại. Thậm chí các giáo hội cơ đốc cũng bị áp bức với hàng loạt lãnh đạo bị bắt nhốt. Hắn ra lệnh khủng bố và tàn sát người do Thái, cũng như những kẻ thù chính trị khác trong cuộc diệt chủng Holocaust. Bên cạnh đó các bác sĩ tự thần dưới thời Hitler đã thực hiện vô số thí nghiệm rùng rợn. Có thể kể như, nhốt tù nhân vào phòng áp suất, thử các loại dược phẩm khác nhau trên người nạn nhân, thậm chí họ khiến nạn nhân chịu bút lạnh đến chết. Và rất nhiều thí nghiệm giả man khác đã được tiến hành trong thời gian này. Cuộc thảm sát Holocaust Có thể nói cuộc thảm sát Holocaust là minh chứng rõ ràng nhất cho tội ác đáng sợ của Hitler và phát xít Đức trong lịch sử loài người. 6 triệu người Do Thái đã chết dưới tay phát xít Đức trong cuộc thảm sát này. Cuộc thảm sát được tiến hành có hệ thống trên toàn bộ lãnh thổ bị quốc xã chiếm đóng. Tại 35 quốc gia ở Âu Châu có người Do Thái, họ bị bắt đưa đến các trại lao động và các trại hành quyết, những vụ hành quyết tập thể xảy ra nhiều nhất tại Đông Âu và Trung Âu. Hitler chết như thế nào? Bắt đầu từ năm 1942, phát xít Đức đã chứng kiến những thảm bại trên các chiến trường, Hồng quân Liên Xô phát động các cuộc tấn công và giành được chiến thắng. Cuối năm 1943, Đức Quốc xã đã đánh mất phần lớn lãnh thổ ở phía đông họ từng chiếm đóng. Các phi đội ném bom của Anh và Mỹ cũng bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công nước Đức Đức. Cuối năm 1944, bộ máy chiến tranh của Đức Quốc xã gần như đã hoàn toàn tê liệt. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, Hitler và vợ là của hắn là Eva Braun đã tự sát tại Berlin, và đây là thời điểm kết thúc của Đức Quốc xã và trường phát xít Hitler. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.